Xin chào quý vị cùng anh em. Trước mắt quý vị cùng anh em đó là cái dòng súp. Súp này thật sự là có khi sau này vài năm nữa mấy anh lại tháo ra dán tem BNC vô hàng bãi. Giống không khác gì một chút xíu nào. Xin lỗi anh em, cái này nó là made in China nhé. Thương hiệu công ty mình nhập khẩu vậy. Hàng này đúng là hàng 11. Nó đẹp lắm. Voi coi là in out là lớp trong, lớp ngoài. Cái từ nó rất là dày. Công suất con này từ 1.000 đến 2.000 ở chế độ 8 ohm. Con bát này áp dụng vô cái thùng súp đơn này thì phải nói chất âm nó tuyệt vời. Những anh em nào đã dùng, đã xài rồi thì quá rõ. Trước đây bên mình đã bán những dòng này rất là nhiều. Chủ yếu cái súp bên mình là dành những cái dòng này, ưu tiên những dòng bát như vậy ráp súp. Tiếng nó rất là hay, đã áp dụng lên con thùng súp đơn này nữa thì nó tuyệt vời. Đây là cái mặt trước, ba vân chống thấm nước. Cái thùng này thì cái ngang này từ đây qua 54, cao 76, hậu từ dưới đất này lên đến đây nó là 82. Anh em để nằm để đứng thì đều được hết. Mình sẽ có bánh xe tặng cho anh em luôn hai bên. Hoặc là anh em không cần bánh xe cũng được, tháo ra. Đây nó có sẵn con ốc này. Để bắt vô cái là được. Bên mình sẽ tặng kèm bánh xe theo. Có đầy đủ các khóa luôn, 8 khóa luôn. Vâng. Chủ đề chính nó là em này. Trước đây bên mình đã demo cái dòng này. Là nó là dòng coi 115 cơ. Thì dòng đó nó khá là cao tiền. Hôm nay có cái dòng này là một cái chương trình ưu đãi đến cho anh em. Giá cực tốt luôn. Đảm bảo anh em không ai không lấy tiền. Cái dòng súp này rất là sâu và uy lực. Một cặp này anh em chơi đám bình thường nhỏ từ 250-300 đổ lại đi với cặp và tiễn là ok ngon lành luôn. Với cặp súp này đánh sâu đi xa, đảm bảo tiếng hay trong phân khúc và trong tầm giá. Thật sự khó con nào có thể qua được cái chất âm của cái thùng này trong cái tầm giá đó nha anh em. Trước đây bên mình bán là nó là 11.500.000 trên một cặp. Hôm nay tính giá ưu đãi rất đặc biệt cho anh em. Chỉ có 8.950.000, 8.950.000 trên một cặp này. Một cặp tức là hai cái thùng loa như vậy. Và bên trong là có mỗi một thùng có một cái bát. Gọi là một cặp súp đơn 50 nha anh em. Chút xíu nữa mình sẽ ghép cụ thể lại và test cụ thể cái chất âm cho anh em. 50. Tiếng sâu, uy lực thì chỉ có cái mẫu như vậy. Quánh thì tuyệt vời, đảm bảo anh em. Mình xin đảm bảo, nhắc đi nhắc lại cái câu đảm bảo anh em. Và cái dòng này nó rất là bền luôn. Con bát này với con bát coi 115 bên mình hay sử dụng thì nó quá là bền luôn. Con này là voi coi 100, từ 220 voi coi 100 nha anh em. Rồi, ngay sau đây anh kỹ thuật này sẽ lắp ráp lại và mình sẽ test cụ thể chất âm. Và cái số lượng thế này, mình có đang có một cặp này, hai cặp này, ba cặp là còn ba cặp. Số lượng ưu đãi cho anh em còn 3 cặp nhé. Anh em nào có duyên nhanh tay thì mình sở hữu. Những anh em nào có trước đây đã mua rồi thì anh em này lại có chương trình ưu đãi nữa để đến cho anh em, thì anh em mua thêm một cặp nữa này thì anh em đánh thì nó được quá là tuyệt vời rồi anh em ạ. Hai cặp súp đơn này cộng với hai cặp hỏa tiễn lắp ráp nữa thì tuyệt vời. Đây, hỏa tiễn lắp ráp thì vẫn đang có chương trình ưu đãi rất là tốt và đặc biệt cho anh em. 15.500.000 trên một cặp. Giá 17.500.000 giảm 2.000.000 còn 15.500.000 trên một cặp chưa cắt xe. Cắt xe này là 2.200.000 một cái, đứng nằm đều được hết. Hai cái là 4.400.000 cộng cặp loa hỏa tiễn kia 15.500.000. Ok nha anh em. Và chút xíu mình sẽ để cái cặp hỏa tiễn lên đây test cụ thể cho anh em luôn để biết rằng con súp này cái tiếng nó ok như thế nào. Khi mà gặp cái cặp hỏa tiễn nó la rất là lớn rồi, nhưng mà với một cặp súp này thôi mà nó sẽ đáp ứng ok cho cái dòng hỏa tiễn đó. Rồi, xin mời anh em. Vâng, sau khi ráp đâu đó đây, rất là đẹp luôn thưa anh em. Hậu 82, nhìn rất là sâu. Sâu như vậy thì cho ra chất âm mới uy lực sâu xa được anh em ạ. Ngang 54, cao là 76, chưa tính cái bánh xe lên 10 phân nữa. Hỏa tiễn 15.500.000, súp 8.950.000, số lượng chỉ có 3 cặp. Ngay sau đây xin mời anh em cùng đeo tai phone để mình cảm nhận chất âm
giữa loa full và tiễn và loa siêu trầm súp 50 voi còi 100 công suất từ 1.000 đến 2.000 W. The good, the bad, the ugly, and the wild motherfuckers. Tuyệt vời luôn. Quả tiễn tiếng rất là phê, súp thì sâu quá sâu, đảm bảo anh em con súp này không hay không lấy tiền luôn. Tuyệt vời. Tiếng nó sâu mạnh lực. Hai cặp này cộng với cặp quả tiễn này bao anh em tầm 500 khách đổ lại. Hai cặp súp nhá, hai cặp súp cộng cặp quả tiễn. Quả tiễn thì thùng sơn cát rất là đẹp luôn. Sơn cát, còn bên mình có cái bản Baro nữa, sơn nhựa nữa. Sơn nhựa này thì giá thành 19 triệu 500 ngàn. Rất là đẹp luôn. Sơn cát này giá khuyến mại chỉ có 15 triệu 500. Và súp là 8 triệu 950 ngàn trên một cặp. Một cặp tức là hai cái thùng. Một cái thùng này, hai cái thùng này, gọi là một cặp. Ok, loa và tiễn này 15 triệu 500 trên một cặp. Một cặp tức là một cái thùng này, hai cái thùng này. Ok, thưa anh em. Xin chân thành cảm ơn quý khách cùng anh em đã quan tâm ủng hộ cho điện máy Robin.